Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một ngày buổi sáng cuối năm. Và ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái bài thuốc. Cái bài thuốc này thì không biết là các bạn có dùng hay không, và cái thuốc này chỗ các bạn có hay không. Nhưng mà ở chỗ chúng tôi, ở địa phương chúng tôi thì chúng tôi dùng cái thuốc này, là một cái cây thuốc trị ho rất là hiệu quả các bạn. Đây, tôi đang ở trong vườn rau của chúng tôi. Và trước khi đến với cái bài thuốc đấy thì tôi muốn cho các bạn xem một số cái hình ảnh ở trên tôi. Đây là cái lều, gọi là lều củi đấy các bạn. Đấy, lều củi ở trên tôi. Người địa phương chúng tôi thì mỗi một nhà đều có một cái lều củi, và không thể thiếu củi được các bạn. Chúng tôi thì chủ yếu là chúng tôi đun bếp củi nhé các bạn. Đấy, củi thì mình lấy hàng năm, cứ những cái dịp mà cuối năm hoặc là qua Tết ấy thì chúng tôi hay đi lấy củi về. Còn đây là cái cây chúng tôi gọi là trẻ o mi đấy. Tức là cây này chúng tôi hái về xong hầm gà, với lại một số những cây thuốc ở trên rừng nữa. Chúng tôi hái về chúng tôi hầm gà thì ngon. Và cây này là cây bổ máu nhá, và rất tốt cho chị em phụ nữ sau sinh đấy. Rồi tiếp tục. Còn cây này thì tôi chỉ thấy ở trên tôi trồng thôi, không biết là chỗ khác có trồng không. Nhưng mà ở chỗ tôi, cây này gọi là cây tập sấp, tại vì là nó khá là chát, nó ra quả xong rất là chát. Cho các bạn có trồng hay không thì tôi cũng chưa thấy bao giờ, chỉ thấy ở trên tôi, địa phương tôi trồng thôi. Đấy. Rồi, tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu ngay cái bài thuốc mà tôi vừa bảo ấy. Thật ra cái cây thuốc này thì tôi không biết gọi tên của nó, tiếng phổ thông của nó là như nào. Một cái lưu ý mà khi mà chúng ta đến gần cái cây thuốc đấy này, các bạn đừng nên lấy tay chạm vào nhé các bạn, nó có thể đốt chúng ta bất cứ lúc nào. Đây, cái cây mà tôi, từ từ đây các bạn. Cái cây mà tôi muốn nói, tôi muốn giới thiệu đến các bạn đây chính là cái cây này này. Cây này, đây, các bạn có thể nhìn rõ. Đó, lá của nó như thế này này các bạn này. Ở trên, mặt trên và mặt dưới của lá ấy, nó đều có gai nhé các bạn. Và lá của nó phân, ở trong một cái lá nó có thể phân ra 1 này, 2 này, 3 cái lá nhỉ. Ở trong một lá mà nó phân ra thành 3 nhánh. Đấy, tôi không biết là diễn tả như nào, nhưng mà các bạn thấy đây là trong một bản thân cái lá nó có thể phân ra thành 3 nhánh khác nhau luôn nhỉ. Đấy. Và mặt trên ấy, mặt trên này, và kể cả mặt dưới nữa, các bạn. Đấy, mặt dưới nữa, nó đều có gai nhé các bạn. Đây. Đấy, mặt trên, mặt dưới nó đều có gai. Và cái cây này thì ở trên tôi, người địa phương chúng tôi gọi là đèn tàn miền nhé, tức là cái cây đốt người đấy các bạn. Đấy, chính vì vậy, chính vì cái tên gọi cây đốt người, khi mà chúng ta sờ vào thì tức khắc đốt chúng ta nó sưng hết tay này. Cho nên là tôi phải cầm cái cây này này. Khi mà chúng ta dùng cái cây này ấy, cái cây này thì là một cây chữa ho rất tốt, đồng thời là một cây mà chữa cái bệnh ở lợn ấy, lợn mà bị ỉa chảy, thì chúng ta cũng dùng cái cây này, chúng ta lấy về ra đun nước cho lợn uống thì nó rất là hiệu quả này, nó rất tốt này. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói sâu hơn về cái vấn đề mà
chúng tôi lấy cái cây này này, cái cây đẹp tàn miền này, để mà làm cái thuốc chữa cái vấn đề mà chúng ta ho, ho khan, ho lâu ngày ấy các bạn. Ho lâu ngày thì chúng tôi hay dùng cái cây này, nó rất tốt này. Tôi quay như này thì không biết là chỗ các bạn đã từng thấy cây này chưa? Đấy, các bạn đã từng thấy cây này và đã từng sử dụng chưa? À, đã từng áp dụng vào làm thuốc chưa? Thì tôi không rõ. Nếu mà các bạn đã từng áp dụng cây này vào làm thuốc và biết cây này tên là gì, thì các bạn có thể cho tôi xin một số những cái tin ở phía dưới. Các bạn có thể bình luận ở phía dưới để cho tôi biết về cái tên phổ thông của cái cây này nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ tôi muốn nói về cái vấn đề làm thuốc của cái cây này này. Khi mà chúng ta bị ho lâu ngày nó không dứt ấy, thì chúng ta lấy cái lá non của nó này, chúng ta không lấy cái ngọn này nhé. Đây, chúng ta lấy những cái lá non non như dạng dạng như này, đừng có lấy lá già quá. Lấy thì chúng ta lấy cái gì gắp nhé, đừng có lấy tay như này là khác gì nó cũng đốt chúng ta luôn. Đấy, đốt ngay tức khắc đấy, làm chúng ta sưng hết tay đấy. Nên là các bạn, cái cây này các bạn phải cẩn thận. Các bạn có thể lấy khoảng 4 đến 5 lá như này nhé. 4 đến 5 lá xong là cho vào cái gáo. Các bạn là lấy cái đũa khuấy để mà rửa nhé, đừng có lấy tay. Đấy, một điều hết sức lưu ý là các bạn đừng có lấy tay để mà rửa trực tiếp, mà các bạn lấy cái đũa khuấy 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 đến khi nào mà thấy nó thật sạch rồi thì các bạn bỏ ra. Bỏ ra xong là các bạn để vào cái thớt nhé. Các bạn thái thật nhỏ. Đấy, các bạn thái thật nhỏ ra xong là bỏ vào cái cậu với thêm một cái quả trứng gà. Trứng gà nhé các bạn. Đấy, những cái trứng gà, gà ta đấy, không phải là gà khác. Trứng gà khác thì tôi không biết, nhưng mà ở chỗ tôi thì hay dùng cái trứng gà ta, nó rất tốt này. Các bạn khi mà các bạn thái xong bỏ vào cái trứng gà xong, các bạn đừng có để muối nhé các bạn. Khi mà làm thuốc thì chúng ta để muối thì nó sẽ không có hiệu quả rồi. Đừng có để muối, đừng có để tất cả các gia vị thì các bạn đừng có để. Chỉ để duy nhất một cái, nó chính là hạt tiêu cho các bạn. Hạt tiêu là một cái không thể thiếu đối với cái bài thuốc này. Hạt tiêu này với trứng này, với cái lại cái cây này, chúng ta khuấy khuấy đều xong rồi chúng ta đem ra, đem đi hấp nhé các bạn. Đấy, cây thuốc này thì ta hấp đến khi nào mà nó trứng chín thì cây này nó cũng chín rồi. Đấy, khi mà chín thì chúng ta bỏ ra chúng ta ăn. Và một cái đặc điểm cái cây này là cũng khá là đắng. Đấy, khá là đắng. Và kết hợp với lại cái mùi thơm của trứng này, với lại mùi thơm cay của hạt tiêu, thì nó sẽ làm ra một cái bài thuốc mà chữa ho nó rất hiệu quả. Khi mà chúng ta bị ho lâu ngày quá thì chúng ta có thể áp dụng cái bài thuốc này. Và một ngày chúng ta làm một lần thôi các bạn, làm vào buổi tối nhé. Đấy, một ngày chúng ta làm bài thuốc này ăn vào buổi tối thì có thể khoảng tầm 3 ngày, 4 ngày thì chúng ta sẽ hết cái vấn đề ho nhé các bạn. Đấy, đấy là cái bản thân tôi đã từng áp dụng. Đây, ngày trước tôi đã từng bẻ. Đây này các bạn này. Đây chính là một cái các bạn hết sức lưu ý là các bạn đừng có động vào nha. Động vào là tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đấy, đây chính là cái ngọn mà ngày trước tôi đã từng hái và làm thuốc rồi đấy. Có thể là các bạn trong cái quá trình các bạn xem cái video của tôi thì các bạn cũng thấy một số những cái video mà tôi bị ho ấy, cái đợt trước ấy. Tôi bị ho thì tôi lấy cái bài thuốc này này để mà làm về ăn. Đây còn đây nữa. Ngọn này nữa. Đó. Ngọn thì chúng ta hái nhưng mà chúng ta không dùng, nhưng chúng ta chủ yếu là chúng ta hái cái lá này. Lấy cái kéo ấy, chúng ta cắt. Đấy. Chúng ta lấy kéo cắt xong là mang đi rửa. Tuyệt đối là các bạn là không dùng tay nhé các bạn. Đấy, các bạn không dùng tay gắp. Dùng tay gắp thì nó sẽ đốt các bạn rất là đau.
và nó sưng đỏ hết nhá. Đấy là cái lưu ý tôi muốn nói đến các bạn. Đấy, đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Hy vọng đây là những cái mà hữu ích để dành cho tất cả mọi người trong cái việc bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình. Và đây và một cái đặc biệt là cái cây này thì tôi không biết gọi phổ thông cây này là cái gì nhé các bạn. Nếu mà các bạn nhận ra cái cây này là cây thuốc gì và công dụng của nó ngoài cái việc chữa ho thì nó còn có công dụng gì, thì tôi mong các bạn để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới video này để cho tôi biết nhiều hơn nữa về cái cây thuốc này. Xin cảm ơn. Nếu các bạn thấy cái clip này hữu ích thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút chia sẻ phía dưới. Và những bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký và chuông để nhận được những cái clip mới nhất và ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.